Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Người Tài Vlog. Chúc tất cả các bạn một ngày mới đầy sức khỏe, tràn ngập niềm vui và nhiều may mắn. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Hôm nay mình sẽ đi tìm rêu rừng để trồng lan các bạn nhé. Hiện tại mình đã ở khe nước rồi. Đây, ở đây có này. Lên đây những chỗ ẩm ướt như thế này là có luôn đây này. Cái này gọi là rêu rừng nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ lấy về để trồng lan nhé. Do mình ở quê cho nên là không kiếm được sơ dừa các bạn ạ. Phải lên rừng kiếm rêu rừng để thay thế cho sơ dừa thôi. Đây, nhưng mà chỗ này có ít. Bạn nào chưa biết thì đây gọi là rêu rừng nhé. Những chỗ ẩm ướt, những chỗ ở khe nó hay có. Con cua các bạn ạ. Mình thấy một con cua. Đây này các bạn. Mình sẽ cố bắt nó nhé. Không kịp nữa các bạn ạ. Mình sẽ đào lên ra. Cứng quá. Chỗ này đã vôi cứng quá. Không đào được quá. Không kịp nó. Mình đi kiếm chỗ khác. Có thì mình sẽ bắt. Đây các bạn, rêu rừng đây. Xanh lè này. Mình tìm đây, tìm lười đi tìm xa ra nên tìm được ít lắm. Bây giờ nước vua ra lắng nó rồi nhé. Thử xây luôn. Mình ngâm 3 ngày để nấm và ốc con các kiểu chết hết đi nhé. Mình sẽ diệt khuẩn, diệt nấm ấy. Rồi sẽ trồng tốt. Than đấy mình ngâm 3 ngày. Ngâm lâu hơn càng tốt. Mình lên mạng tham khảo thôi, khoảng 3 ngày là được rồi. Giờ mình sẽ nhóm bếp để lấy than nhé các bạn nhé. Ở chỗ mình ở quê cho nên là không có chỗ để mua than. Mình phải tự nhóm để lấy than thôi các bạn ạ. Đây, sau hơn 3 tiếng nhặt than, gần 4 tiếng nhặt than mình được bằng này. Chắc là cũng đủ rồi, mình sẽ tiến hành ngâm nước vôi trong khoảng tầm 3 ngày. Nếu mà không đủ vôi thì tính phương án khác không? Tạm thời thế. Gần 4 tiếng rồi. Mệt đấy. Đây mình phơi rong với phơi than để trồng lan nhé các bạn nhé. Mình ngâm nước vôi được 3 ngày rồi. Giờ phơi cho khô ráo nước đi rồi mai mình trồng. Cái này chắc hơi ít rồi. 12 chậu chắc ít quá.
nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng lan nhé. Đây là lan hồ điệp, hoa vàng. Mình đặt trên mạng 20.000 một cây nhé. Đặt 10 cây thì nó cho 12 cây, thêm 2 cây bé nữa. Này mình đang ngâm kích thích mọc rễ được 30 phút rồi. Đây là than này, kia là rêu rừng, đây là xốp nhé. Mình đã qua xử lý hết rồi, ngâm nước vôi 3 ngày rồi phơi qua nắng, giờ khô rồi. Mình sẽ tiến hành trồng cây nhé. Mình cũng không giỏi đâu, mình chỉ học qua mạng thôi. Đây là lần đầu mình trồng luôn. Đây. Mình định trồng 10 chậu cơ nhưng mà do là than và rêu ít quá nên là chắc mình chỉ trồng 6 chậu thôi, ghép đôi vào mỗi chậu 2 nhánh. Thank you.
chào các bạn.